là ít cô đơn, ít cô đơn nên rất nhiều gơn, sống song phẳng mới là người Lạng Sơn. Anh em ơi, Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, ai lên xứ Lạng cùng anh bó câu mắc mẹ sinh thành ra anh. Yeah. Hey. Lên Lạng Sơn để làm chú thỏ, làm chú thỏ để thích gặp cỏ nào, cất cánh nào cả nhà ơi. We'll be right back.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.